Nói đến tông đơ thương hiệu Philips thì chúng ta khỏi phải bàn về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm rồi. Có ai ở đây dùng tông đơ cắt tóc Philips có dây như tôi không? Dùng máy vừa êm vừa khỏe, tốc độ cắt tóc X2 thích cực luôn. Các ông đang dùng loại nào, hãng nào? Còn tôi tin dùng tông đơ cắt tóc Philips SC3505, qua bài viết này tôi sẽ đưa ra những lý do tại sao phải chọn loại tông đơ cắt tóc này nhé. Hiện nay, tông đơ cắt tóc là một vật dụng vô cùng hữu ích đang được nhiều người ưa chuộng. So với việc sử dụng dao kéo thông thường, tông đơ cắt tóc không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí khi cắt ngoài mà còn giúp bản thân gọn gàng, chỉnh chu thêm phần tự tin mỗi khi ra đường. Hơn thế, nếu khéo tay bạn hoàn toàn có thể dùng tông đơ tạo ra kiểu tóc của riêng mình, gây ấn tượng với người đối diện đấy. Dấu lớn dấu lớn mèo thần tài có tác dụng gì công dụng và ý nghĩa của mèo thần tài trong phong thủy, thương hiệu Philip. Philip là thương hiệu điện tử thuộc tập đoàn Hoàng gia Philip được thành lập năm 1891 tại Amsterdam, Hà Lan. Đây là công ty hàng đầu thế giới chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm thuộc ngành chăm sóc y tế, chiếu sáng, đặc biệt ngành điện gia dụng và điện tử tiêu dùng. Với hệ thống cửa hàng, nhà máy tại 150 quốc gia cùng hàng trăm ngàn lao động. Đặc biệt Philip nổi tiếng sản xuất tông đơ điện và máy cạo dâu với chất lượng rất tốt các sản phẩm tông đơ cắt tóc thì philip mang đến cho người tiêu dùng rất nhiều sự chọn lựa về nhu cầu sử dụng như tông đơ cho nam giới tông đơ cho trẻ em tông đơ cho thú cưng cũng như yêu cầu về máy dùng dây cắm điện trực tiếp máy dùng pin hoặc máy dùng pin sạc, tông đơ cắt tóc có dây SC3505, thông tin sản phẩm, thương hiệu, Philips, chất liệu, lưỡi cắt thép không dỉ, nguồn điện áp, 100V tương đương 240W, phạm vi cài đặt độ dài, từ 0,5mm đến 23mm, tay nắm, tay cầm tiện dụng, màu sắc, xanh đen, tại sao bạn nên chọn tông đơ cắt tóc Philips có dây, tông đơ cắt tóc nam Philips SC3505 thiết kế nhỏ gọn. Tiện dụng giúp nam giới cắt tỉa tóc một cách dễ dàng, bề mặt có đường gân và tay cầm đặc biệt, bạn sẽ dễ dàng di chuyển máy cắt tóc xung quanh đầu và tạo kiểu tóc ưa thích. Philips SC3505 sử dụng lưỡi cắt không dỉ 41mm sắc bén cho đường cắt chính xác, dứt khoát. Bạn có thể cài đặt độ cắt tóc trong khoảng từ 0,5mm đến 23mm, ngoài ra bạn cũng có thể điều chỉnh cữ của lược phù hợp với kiểu tóc mong muốn. Độ chính xác cắt là 2mm, hoặc dùng không có lực để cắt tỉa sát 0,5mm, cắt liên tục với công nghệ Trim N Flow, với thiết kế lược mới, cải tiến giúp ngăn kẹt tóc bên trong máy giúp quá trình vận hành trơn chu, bạn có thể cắt tóc liên tục, không phải dừng lại giữa chừng, lưỡi cắt sắc bén nhanh hơn gấp 2 lần, tông đơ cắt tóc nam SC3505 áp dụng công nghệ Dual Cut với lưỡi cắt hai mặt cải tiến cắt tóc nhanh gấp 2 lần so với lưỡi cắt một mặt trên mọi loại tóc. Các lưỡi cắt tự mài bén sau 5 năm sử dụng vẫn duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu, lưỡi cắt tháo nhanh để vệ sinh dễ dàng, khi cần vệ sinh bạn chỉ cần nhấn vào phần đầu máy để tháo nhanh và vệ sinh các lưỡi cắt.